có một câu chuyện. Và khi chuẩn bị bài giảng ngày hôm nay thì tôi nhớ đến một câu chuyện rất là gây chú ý. Đó là một cậu bé khoảng tầm 10-12 tuổi gì đó bị bệnh tim và cậu ấy phải thay tim. Phải thay tim. Và người ta đã tìm được tim để thay cho cái cậu bé này. Và khi thay được tim cho cậu bé này á, thì phải qua một cái quá trình đó để làm sao thích hợp, đúng không ạ? Và khi cậu bé này cũng đã qua cái chương trình đó rồi, nhưng mà nó có một cái điều lạ lùng xảy ra với cậu bé này. Đó là cậu ấy hay mơ. Và một cái giấc mơ ấy nó rất là đáng sợ. Đó là cậu cứ thấy có một người đàn ông vào và giết cậu ấy. Và cậu rất sợ. Sau khi các nhà tâm lý giúp đỡ như, động viên hoặc làm việc theo chuyên môn nhưng mà vẫn không giúp được cậu ấy. Và người ta mới hỏi là cậu ấy là cái người đàn ông như thế nào. Thì cậu ấy cứ kể ra một cách khá là rõ ràng. Và sau đó người ta mới lần ra ấy, thì hóa ra ấy, cái quả tim này là của một cậu bé bị chết trong một vụ cướp ở tại nước ngoài. Và như vậy sau khi các nhà tâm lý học họ đã phát hiện ra một cái điều đó gì đó, họ gọi các nhà hình sự học vào và họ bắt đầu vẽ lại cái bức tượng, vẽ lại cái bức tranh mà cậu bé này cứ mơ, cứ sợ thấy cái điều đó. Và họ vẽ được một bức tranh. Và nhờ cái bức tranh mà cậu bé này vẽ ra, nói ra để cho người khác gọi là phác họa lại, thì người ta đã bắt được thủ phạm. Khi nghe câu chuyện này á, và có một cái điều rất là lạ lùng và rất là hay và thú vị nữa, khi chúng ta nhìn thấy hóa ra con người của chúng ta này này, nó có hai cái bộ nhớ. Cái bộ nhớ ở trên não này và cái bộ nhớ nữa ở trong tim. Trong tấm lòng của chúng ta này này, nó cũng có một cái cơ cấu để nó ghi nhớ được một số những cái điều, những cái sự kiện, những cái dữ kiện ở trong cuộc sống. Não của chúng ta đấy thì ghi nhớ những cái sự kiện nó có tính chất như là logic, trật tự nhiều hơn. Nhưng mà tim của chúng ta ấy, thì nó lại ghi nhớ được một vài những cái sự kiện nó liên quan đến cảm xúc. Ví dụ như thế này, não của chúng ta ấy, có thể nhớ được các nốt nhạc, đúng không ạ? Có 7 nốt nhạc, Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, đúng không ạ? Nhớ được hết tất cả cái đó. Nhưng bản nhạc được viết ra ấy, mà nó được ghi nhớ lại được ấy, thì lại thường ấy, bản nhạc hay ấy, nó ở trong lòng. Nó phát ra từ trong lòng, nó không từ ra tâm trí. Như vậy chúng ta có hai cái bộ nhớ hay là hai cái cơ quan nó xử lý cái dữ liệu. Và mọi người biết làm gì không? Khi có những cái thông tin nó đến, các cái thông tin, các cái dữ kiện, dữ liệu nó đến và ở trong não và trong lòng của chúng ta đấy, nó là một cái quá trình làm việc rất là phức tạp. Và để nó sản sinh ra cái mà chúng ta gọi là tri thức hay là sự khôn ngoan đấy, cái tri thức, cái sự khôn ngoan đấy ấy, nó định vị chúng ta là ai, là một con người như thế nào. Cái thông tin mà chúng ta nghe vào đấy, đằng sau mỗi một cái thông tin, đằng sau mỗi một câu chuyện chúng ta đọc, thậm chí chúng ta xem một bộ phim nào đấy, hay là chúng ta chơi game, thì đều có những cái thần đứng đằng sau. Những cái thần đứng đằng sau. Chúng ta nhớ lại một câu chuyện. Có một lần Chúa Giêsu đã nói với cả Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ xưng Chúa là đấng Christ, thì Chúa nói rằng thế này: đấy không phải là xác, không phải là thịt và huyết tỏ ra cho ngươi đâu, nhưng đấy là bởi Cha ta ở trên trời. Chúng ta nhìn thấy có cái nguồn, có cái nguồn thông tin, nguồn dữ liệu nó từ xác thịt, nhưng có những nguồn thông tin ấy nó đến từ Cha của chúng ta. Trong câu chuyện trong Kinh Thánh có một câu chuyện như này, nói về ông Ba-la-am. Chúng ta nghe câu chuyện đó chưa? Ông Ba-la-am ấy là một người tiên tri, là một nhà tiên tri. Nhiều người biết, thậm chí kẻ thù của dân Israel cũng biết, dân Moab ấy họ cũng biết.
gọi đến cầu vấn. Ông này bảo là ông ấy phải đến nhân danh Chúa rủa xả cái dân Israel. Nhưng mọi người biết làm sao không? Ông không rủa xả được. Ông ấy mở mồm ra và Chúa hành động qua lời nói. Chúng ta nhìn thấy đằng sau cái câu nói đó, đằng sau những cái lời đấy, đó là thần cảm, đó là quyền năng, và đó là một cái thế lực đứng đằng sau. Có ai được chơi game bao giờ chưa ạ? Có những cái game ấy mà tôi nghĩ rằng chỉ có người ở trong một thế giới tâm linh họ mới có thể nghĩ ra được cái game đó. Bởi vì nó cuốn, và nó thôi, nó cuốn chúng ta. Nghe thấy ở Thái Nguyên à, xong rồi ở Đan Phượng đây nữa, những cái vụ mà có lẽ là trời không thể dung, đất không thể tha được. Trông người ta rất là hiền lành, nhìn mặt rất là đẹp nữa là khác, rất là tử tế nữa là khác. Nhưng hãy nhìn xem họ xem cái gì, hãy nhìn xem họ đọc cái gì, hãy nhìn xem họ đọc những câu chuyện nào, họ xem bộ phim gì. Tất cả những cái đó nó có thần hành động bên trong. Có một lần ở tại nước ngoài, tôi thấy có một bà ấy rủa xả con, bà ấy rất là đay nghiến, mà trong mặt bà ấy rất là hiền lành, ở trong một cái vị trí rất là có thể tôn trọng ở nước ngoài, đại sứ quán là tôn trọng rồi đúng không ạ? Thế mà bà chửi kinh khủng mấy đứa con của bà ấy. Nhưng cái thời kỳ đó tôi mới nhớ ra, đó là thời kỳ người ta xem rất nhiều bộ phim như Hồng Lâu Mộng này, phim những cái bộ phim của Trung Quốc bây giờ vì đầu video mới có mà người ta xem xếp hàng nhau xem. Bộ phim đấy nói chung ấy thì có vẻ rất là hay, nó cuốn người. Nhưng sau cái bộ phim đó, tại sao đứa trẻ hay là người lớn họ lại nói những câu rất là tệ? Cho nên điều rất là quan trọng, Kinh Thánh nói rằng khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Khi chúng ta nghe một thông tin, nghe một câu chuyện, đọc một câu chuyện, chơi một bài game, hay chúng ta làm cái gì, thì chúng ta cần phải biết rằng đằng sau đấy nó là thần cảm, nó là quyền năng. Và khi nó đầu tiên có thể rất là nhẹ nhàng, nhưng vì sao nó cuốn đi theo. Có những đứa trẻ nó chơi game nghe chừng chẳng có gì là ghê gớm cả, nhưng tại sao sau đấy nó lại xảy ra những cái vụ thích gọi là kinh địa như vậy. Có một câu nói như thế này: chúng ta hay là con người là sản phẩm của truyền thông. Con người là sản phẩm của thông tin và truyền thông. Cái điều này nó gần như là đúng. Bởi vì có những người nói thế này: hãy cho tôi biết anh đọc cái gì thì tôi sẽ biết anh là ai. Những cái thông tin, những cái tri thức, những cái trí khôn hay là sự khôn ngoan đó, nó ở trong chúng ta, và chính những cái đó nó định vị chúng ta là người như thế nào. Chúng ta có thể trở thành một người Marxist, chúng ta có thể trở thành một người tư bản, chúng ta có thể trở thành một người cái gì đó, bất kỳ một ai. Nhưng cái điều mà tôi muốn chúng ta trở thành, và tôi nghĩ rằng Kinh Thánh mong muốn chúng ta trở thành, đó là phải trở thành một người hiền lành. Chúng ta có thể học, có thể rất nhiều cái thông tin trở thành một ai đấy, nhưng trước hết điều mà Kinh Thánh mong muốn và điều mà con người cần phải phấn đấu tới và tiến tới, đó là phải trở thành một con người hiền lành. Chúng ta sẽ dở ở trong Châm Ngôn chương 12 câu 2. Sách Châm Ngôn chương 12 câu 2 có nói như thế này: người lành được ơn của Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toàn mưu ác. Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va. Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va. Điều rất là quan trọng. Không phải người khôn. Chúng ta cần có sự khôn ngoan đúng không ạ? Nhưng khôn ngoan hay tri thức nó chỉ là một cái để định vị chúng ta thôi. Nó phải
hoạt động ở trong lòng chúng ta, nó nấu, nó chế biến ở trong tâm trí, chế biến ở trong tấm lòng của chúng ta như thế nào đó. Nhưng nó phải ra con người chúng ta, đây là con người hiền lành. Hiền lành ở đây ấy, tôi không muốn dừng lại ở mức độ đó là tính cách của chúng ta không mà thôi. Nhưng nó phải là bản chất. Nó phải là bản chất. Nó phải là bản chất. Chứ nó không phải chỉ là tính cách hiền lành không mà thôi. Bởi vì ở đây Kinh Thánh nói đến người lành. Và khi người ta gọi Chúa Giêsu đó là thầy gì? Thầy nhân lành. Cũng là con người hiền lành. Thì đấy không phải chỉ là tính cách không mà thôi, nhưng đó là bản chất. Hiền lành nó phải là bản chất của chúng ta. Điều này rất là quan trọng. Nhiều người tin Chúa họ hiền lành, nhưng hiền lành như thế nào gọi là hiền lành? Điều rất là quan trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem tiếp một vài các cái thông tin ở tại đây. Nó không phải là tính cách. Nó nói đến tính cách hiền lành, nó chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ, nhưng nó phải là bản chất của chúng ta. Cái khi nói đến cái những cái tri thức và khôn ngoan thì có rất nhiều các tri thức khác nhau, sự khôn ngoan khác nhau, như chúng ta sẽ cùng nhau mở trong sách Gia-cơ chương 3 câu 17 để chúng ta xem sự khôn ngoan. Bởi vì khi chúng ta nhìn thấy có rất nhiều những cái mà được gọi là sự khôn ngoan ở nhiều nơi. Nhưng chúng ta sẽ xem sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời nó như thế nào. Lời của Chúa nói như thế này: nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống, trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu này. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Đây là sự khôn ngoan. Khi ai đó muốn chứng tỏ mình khôn ngoan hơn người khác thì xem họ có phải sự khôn ngoan ở trên đất hay là khôn ngoan ở trên trời. Và mọi người biết cái gì không? Sau khi đọc kỹ chỗ này thì nếu như mà nói ngắn gọn vào cái từ này, tất cả những cái điều này nói ngắn gọn vào một từ thì đó là từ hiền lành đấy. Nhìn mà xem. Trước hết là thanh sạch. Người hiền lành chắc chắn là sẽ phải thanh sạch, đúng không ạ? Hòa thuận nói đến cái sự hiền lành rồi. Tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình, đó là người lành rồi đấy. Đó là người hiền lành đấy. Cho nên người hiền lành ấy không phải là người dại dột. Người hiền lành không phải là người dại dột, mà ngược lại, người hiền lành là một người có sự khôn ngoan thiên thượng. Cho nên điều rất là quan trọng mà chúng ta cần có sự tỏ ra từ nơi Chúa. Hãy mở lòng với Kinh Thánh, mở lòng với những bài giảng, mở lòng suy nghĩ về những cái điều mà Chúa nói với chúng ta, nghe những bài hát cơ đốc. Chúng ta vừa rồi đây nhìn thấy hội thánh hát rất là hay. Và sắp tới có lẽ chúng ta phải sản xuất ra cả đĩa CD nữa. Đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điều mà người hiền lành sẽ gặp phải. Có hai câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau xem xét. Câu chuyện thứ nhất, đó là người đàn bà tà dâm ở trong sách Răng chương 8 từ câu 3 đến câu 11. Ở đây có một câu chuyện rất là hay Kinh Thánh kể cho chúng ta, và tôi nghĩ chúng ta sẽ học được từ Chúa Giêsu. Bây giờ các thầy thông giáo và các người Pharisee dẫn lại cho Ngài một người đàn bà bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người ở giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm, và trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Thì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên mà phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra. Người có tuổi đi trước,
Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà. Người vẫn đương đứng ở chính giữa đó. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Ở đây có hai cái từ mà tôi sẽ động chạm đến. Thứ nhất, họ thử thách Chúa Giêsu. Chúng ta biết Chúa Giêsu là người lành, Chúa Giêsu là một người hiền lành. Họ đưa ra một cái bối cảnh mà nếu như mà tha ấy, thì cũng phạm tội, mà nếu như xử theo luật pháp ấy thì lại không phải là người lành nữa. Người lành ấy, người hiền lành ấy, bao giờ cũng gặp phải thử, nó mới bật ra được cái bản chất. Không phải chúng ta nói chúng ta hiền lành là hiền lành đâu. Không phải chúng ta cứ nói chúng ta hiền lành là chúng ta lành. Chúng ta có thể cười rất là xinh như này, rất là đẹp như thế này, nhưng lành hay không ấy, nó lại không phải là ở cái nụ cười, không phải ở cái hành vi của chúng ta. Nhưng hiền lành chắc chắn sẽ gặp phải sự thử thách. Chúng ta có muốn trở thành người lành không ạ? Rất muốn, bởi vì tại sao? Chỉ người lành được ơn của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy biết rằng là sự lành, cái lành của chúng ta sẽ gặp phải thử thách. Thử thách có nhiều dạng lắm, nhưng để bộc lộ cái bản chất của chúng ta ra. Bộc lộ cái điều gì? Qua câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy đây, bộc lộ cái sự khôn ngoan mà chúng ta đọc ở trong Ra Cơ chương 3 vừa rồi. Cái sự khôn ngoan của Chúa nó bày tỏ ra. Đây là một câu chuyện, có lẽ nó là sự khôn ngoan đến tuyệt đỉnh. Có rất nhiều chuyện ở trong Kinh Thánh nói sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, nhưng đây là một trong những câu chuyện mà chúng ta đọc và chúng ta thấy cái lành, cái hiền từ của Chúa đấy, trong đó có sự khôn ngoan. Nhưng chúng ta nhìn mà xem, khi người ta kéo cái người phạm tội đó, họ thử Chúa, Chúa Giêsu có trả lời họ ngay không? Không. Một ý thứ hai mà tôi muốn nói với cả mọi người: đừng vội trả lời khi chưa có sự khôn ngoan đến. Đôi khi cần phải chờ sự khôn ngoan. Nó có sẵn, đúng, nhưng khi gặp phải sự thử thách của kẻ thù, không cứ là phải hấp tấp trong môi miệng của mình. Kinh Thánh ấy, sách Châm Ngôn ấy, cũng nói rằng thế này: người nào mà kìm giữ được lòng mình còn mạnh hơn là người dũng sĩ. Kìm giữ được lòng mình, đó là người hiền lành, không bộc ra cái bực tức của mình. Nếu như mà chúng ta có thể tưởng tượng xem, Chúa Giêsu nhìn thấy rõ ràng đây một đám người ô tội, đưa đến một người giống người ô tội như vậy, đúng không ạ? Hơn mình, tội hơn mình một chút thôi, đưa đến cho người bảo Chúa phán xét. Thì nếu như mà Chúa có thể bực mình tức lắm chứ, bảo: Ê, xem trong mắt mình xem, có cây đà trong mắt mình ấy. Nhưng mà Chúa vẫn còn khiêm nhường. Cái sự hiền lành, sự khôn ngoan, nó được bày tỏ ra. Chúa Giêsu vẫn chịu đựng. Hãy đọc lại trong Ra Cơ chương 3 câu 17 này, sự khôn ngoan. Cầu xin cái điều đó, Chúa ơi, cho con sự khôn ngoan. Chúng ta thiếu sự khôn ngoan, mà Kinh Thánh nói rằng ai thiếu, hỏi như vậy thôi, ai cũng thiếu cả. Hỏi xem là có ai kiêu căng nên là tôi không thiếu. Ai cũng thiếu hết. Cho nên nếu như mà cảm thấy nhận như vậy ấy, hãy cầu nguyện xin Chúa: Chúa ơi, ban cho con sự khôn ngoan. Và khi sự khôn ngoan của Chúa đến ấy, thì đó chính là sự hiền lành. Nó sẽ biến đổi chúng ta trở thành con người hiền lành. Sự khôn ngoan đến ấy, nó ngự trong lòng của chúng ta. Và khi cần ấy, nó bộc lộ ra. Nó chính sự khôn ngoan đấy, nó dạy chúng ta. Sách Châm Ngôn nói vậy. Và Chúa Giêsu trong cái sự lúc thử thách, Chúa không vội vàng trả lời cho những người mà đến thử thách Chúa để kết tội Chúa đâu. Chậm miệng, đó là một sự khôn ngoan. Nhưng chớ vội nếu chưa có sự khôn ngoan đến. Hãy chờ sự khôn ngoan đến.
Tất nhiên tôi không nghĩ rằng phải chờ, phải im, phải chờ lâu. Có lúc đang nói thì sự khôn ngoan đến, đúng không ạ? Nhưng cái vấn đề ở chỗ đó là chúng ta hãy là người khôn ngoan. Hãy là người khôn ngoan, cầu xin sự khôn ngoan, sự hiền lành. Khi bạn hiền lành ấy, thì sự khôn ngoan đến một cách rất là lạ lùng. Nó bày tỏ ra trong cái lúc mà cần thiết. Bởi vì sự khôn ngoan đấy, đấy chính là thánh linh đấy. Lành không phải là yếu. Ở trong châm ngôn chương 16 câu 32 nói rằng: người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ, và ai cai trị lòng mình thì thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Châm ngôn 16 câu 32 nói như vậy. Người chậm nóng giận đó là người lành, biết gìn giữ lòng mình. Rồi người ai cai trị được lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người chậm nóng giận thì thắng hơn người dõng sĩ. Cho nên cơ bắp hay là cái gì mạnh mẽ chưa phải là cái mà đỉnh đâu. Đỉnh đó là phải người hiền lành. Quay sang người bên cạnh nói là tôi đỉnh rồi đấy. Tôi kiêu ngạo ra. Không kiêu ngạo đâu. Khi Chúa Kinh Thánh nói rằng chúng ta là người hiền lành, thì chúng ta là người hiền lành, nhận lời của Chúa, thì đấy là sự khiêm nhường. Khi Chúa nói con là dõng sĩ, chúng ta nói vâng con là dõng sĩ, đấy không hề một chút kiêu ngạo nào, mà đó chính là sự khiêm nhường. Bởi vì sự khiêm nhường nó không phải cái khiêm nhường như kiểu ở thế gian này, là chúng ta từ chối cái điều mà Chúa kêu gọi. Chúa kêu gọi chúng ta là con của trời, mà chúng ta bảo không, bày tỏ ra sự khiêm nhường bình thường như của chúng ta được dạy của văn hóa. Cái đó rất dễ bị mắc phải. Nhưng thực sự ra chúng ta là con của vua của trên muôn vua, chúa của trên muôn chúa. Chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta là người hiền lành. Đó là những cái điều mà người ta muốn được mà khó. Chúng ta là đỉnh đấy. Cho nên đừng ngại ngùng, định vị mình cao vào, ở trong bất kỳ một định chỗ vị trí nào. Nếu như bạn làm ở trong một cái lĩnh vực nào đấy, cái mà quỷ nó muốn để chúng ta định vị mình thật thấp, nhưng Chúa muốn chúng ta định vị mình ở trong cái lĩnh vực đấy phải là người cao. Cao không phải là cưỡi đầu cưỡi cổ cho người khác. Cái mạnh ở trong Chúa đó là thế nào là mạnh? Mạnh là vác được nhiều sự yếu kém của người khác lên trên vai mình. Không phải giống như mạnh của thế gian. Mạnh của thế gian ấy là ngồi lên đầu cưỡi lên cổ của nhiều người khác, đúng không ạ? Nhưng chúng ta ngược lại, vác trên mình được nhiều sự yếu kém của người khác thì đấy là mạnh. Cho nên định vị mình cao ở trong Chúa đó là hoàn toàn tuyệt vời. Nếu Chúa nói rằng mình là một người học trò thì mình định vị mình là người học trò thật giỏi trong lớp. Định vị là mình là một người thợ cực giỏi trong lĩnh vực đấy. Tôi là một người lái xe mà tôi chở khách, và hầu như ấy, ai cũng ngất ngây thích. Có những cậu thanh niên bảo anh lái như thanh niên nhưng mà em thích, họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn. Trước khi ngồi vào xe thì họ còn có vẻ mặc cả, nhưng khi trở về họ đến nhà rồi, họ trả một khoản tiền bình thường, cao hơn là cái mà thỏa thuận. Hãy định vị mình thật là tốt, thật là cao cả. Nếu là bác sĩ hay thầy cô giáo hay là ai đó, hãy định vị mình là một người chuyên môn thật là cao. Đó không phải là kiêu ngạo một chút nào, mà ngược lại đó là một sự khiêm tốn đúng mực trước lời của Chúa. Bởi vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, ở tại mọi nơi Chúa bảo phải tỏa sự sáng ra, và Chúa bảo cái sự sáng đó phải đặt ở đâu ạ? Đặt trên cao. Đặt trên cao, không thể đặt dưới được, không chấp nhận đặt dưới. Amen.
Một điều nữa, trong Kinh Thánh, trong sách Matthew chương 20, từ câu 1 đến câu 15, chúng ta có thể không đọc, nhưng mà tôi tóm tắt, đấy là một câu chuyện về người làm công và chủ vườn nho. Khi ông chủ có một cái vườn nho và có nhiều trái lắm, và như vậy ông ấy muốn người nhà ra ngoài kia mời người khác vào đi làm. Và buổi sáng ra ngoài chợ nói rằng là: ê, ở đây có mấy người, đấy có mấy người chắc họ đi làm sớm. Đấy, xem họ dậy sớm và xem là có ai làm sớm không, họ ra. Và bảo: ô, đấy có 10 người à, đi vào vườn, chủ thuê các ông. Mỗi một ngày công là bây giờ là bao nhiêu? Công bây giờ Việt Nam bây giờ mình là bao nhiêu tiền một ngày ạ? 250 ạ. Ở kia nó là 2 denier hay là 1 denier? 1 denier đúng không ạ? 1 denier nó nhiều hơn 250. Rất nhiều lần. Và đấy, từ ngày xưa đấy, họ đã có một cái ông kêu cái câu chuyện đó rồi. Ông chủ của người, ông chủ hiền lành trả một cái công giá như vậy lớn. Và 10 người đấy đi vào, nhưng mà việc thì nhiều lắm, mà làm thế này chắc là không hết. Ông chủ lại bảo người quản trị rằng: đi ra xem là có ai nữa không. Và đi ra tầm trưa lại thấy có một toán người ngủ trưa, đến trưa mới ra. Đến đấy lại thấy có bao nhiêu người, 20 người đi vào trong vườn. Và đến gần chiều rồi, đi ra vẫn thấy có một đám người để chờ xem là có ai gọi mình không. Thấy có khoảng 30 người kéo vào nốt. Và đến 4:30 chiều, ông chủ bắt đầu gọi mọi người vào một cái phòng như thế này, tính tiền. Và tính từ ai trước ạ? Tính từ người đến muộn trước. Tính từ người đến muộn trước. À, tính tiền công hay lắm. Đoạn tính tiền công như này rất là kịch tính. Đúng không? Đi làm thì ai cũng muốn nhận lương. Có muốn nhận lương không ạ? Ai cũng chẳng muốn. Nhưng bây giờ ngồi xem thứ tự như thế này. Và bây giờ gọi cái cậu gọi là giờ cuối cùng. Có 1 giờ ấy, 3 giờ mới gọi mà 4 giờ đã trả tiền rồi. Và đến đây. Và đưa ra 1 đồng denier vàng chóe. 250.000 đúng không? Tiếng Việt gọi là tiền công Việt Nam đây bây giờ. 250.000. Và những người đi sau thì thế nào? Wow, quay sang hỏi: được bao nhiêu đấy? Xoé ra 250.000. Wow, thằng này nó vào 1 tiếng được 250.000. Mình từ sáng đến giờ chắc là, xem nào, từ sáng giờ 8 tiếng, 8 nhân 250 là bao nhiêu? 8 nhân 250, 8, 8, 3, 24 đúng không? Wow, mình gần 2 triệu mình giàu rồi. Gần 2 triệu giàu rồi. Và cái cậu, với cậu tiếp theo đi vào chắc là phải mang thêm một cái bị. Đi vào. Và ông chủ làm gì ạ? Vẫn đưa bằng cái số tiền. Vẫn đưa bằng cái số tiền mà người kia làm. Và cái người này lẩm bẩm: cái người hiền lành, hiền lành có thể là một cái cớ gây cho người khác làm bầm. Hiền lành không bao giờ yếu. Nhưng hiền lành và sự rộng rãi, sự tử tế của người hiền lành có thể khiến cho người khác làm bầm. Quay lại đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ xem. Giờ lại Matthew chương 20. Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy mình như thế nào. Khi những người kia lầm bầm, khi lãnh rồi, câu 11 này, họ lầm bầm cùng chủ nhà, mà rằng: những người ấy chỉ làm 1 giờ mà chủ đãi như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Xong trước đó thì không thấy mệt nhọc đúng không ạ? Đúng không? Nhưng là đến bây giờ khi thấy người khác nhận nhiều tiền hơn mình, bằng gọi nhận bằng mình, thấy một cái sự bất công ở đây.
và bắt đầu thấy nhặt mệt nhọc. Xong chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Ông chủ đấy có sai không ạ? Không sai một chút nào. Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải của ta theo ý muốn của ta hay sao? Hay là, câu này chúng ta để ý, ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Khi một người hiền lành, rộng rãi, tử tế sẽ làm cái cớ cho người khác làm bẩm. Lạ không? Cái thế gian này nó được vận hành như vậy. Sống tử tế, phục vụ tử tế, rộng rãi, dâng hiến, phục vụ, giúp đỡ mọi người, người khác người ta sẽ làm bẩm. Người ta sẽ chê là ui, thằng này thế nọ, thằng này thế kia. Cho nên ấy, đừng lo nghĩ. Đừng lo nghĩ, bởi vì họ đã làm bẩm với Chúa của chúng ta thì họ cũng sẽ làm bẩm với chúng ta. Nhưng cái điều này ấy, khiến cho chúng ta được ơn trước mặt Chúa. Cái điều này khiến cho chúng ta được ơn trước mặt Ngài. Một cái ý nữa cuối cùng ở đây, và tôi muốn động chạm đến: tử tế và rộng rãi có thể là cớ làm bẩm cho người khác. Làm bẩm không phải chỉ có những người không tin Chúa làm bẩm không mà thôi. Đôi khi kể cả những người tin Chúa họ cũng làm bẩm đấy. Chúng ta nhớ câu chuyện khi Chúa Giêsu vào nhà một người, và ở tại đó có một người đàn bà, và có lẽ là người đàn bà được tha thứ này này. Ở trong đoạn Kinh Thánh trước chúng ta đọc, bà ấy đem đến, bà ấy có một bình dầu quý, đúng không ạ? Bà đổ lên người Chúa Giêsu, đổ lên đầu Chúa Giêsu. Và người ta làm gì ạ? Người ta lấy được cái lọ dầu này quý lắm, tại sao bà lại phí thế? Sự rộng rãi của một người tử tế, của một người hiền lành, được Chúa tha tội, gây cớ cho người khác. Người đấy không phải chỉ là người không tin Chúa, nhưng cũng có thể là một người tin vào Chúa. Cho nên không có gì nếu như bạn biết bạn là một người lành, bạn là người hiền lành, bạn cầu nguyện xin sự khôn ngoan của Chúa giáng trên bạn thường xuyên, và ai đó người ta lầm bầm vì cớ bạn, thì cũng đừng có ngại ngùng gì, đừng thôi làm lành. Có một câu nói như thế này để kết thúc cái bài giảng ở đây mà tôi nghe tôi rất thích. Đó là: bùn thì ở dưới chân, nắng thì trên đầu. Cho nên hãy cố gắng sống là một người tốt lành. Amen. Cùng nhau chúng ta đứng dậy cầu nguyện.